bạn nghe. Chào mắm, chào mắm. Mắm yeah. Bạn, mắm bơi các bạn ơi. Yeah. Bơi nha, học bơi. Tắm luôn. Mắm ba được không? Ba ông mỏi nè. Quá rồi ơi. Hai ông mỏi để con ba yeah. Xuống trước chặt. Ôi cậu ba xuống trước quá nên đỡ mũi được. Ôi giời. Mũi chân nó vào luôn. Mũi biết bơi mà mũi bơi ớt thôi mũi. Nè, đây có cái bao nữa nè. Anh hai ngồi trên võng coi hay cậu cháu mũi nha. Ừ, may quá. Hello màu nha. Rồi, mũi ơi. Xuống đi, lạnh quá hả? À? Nước có lạnh không? Cầm thêm bao mà nên là hai cái bao luôn. Ôi trời ơi, sao lại trời ơi. Đi, bơi ra đi, đâu có gì. Quay lưng lại. Cậu ba đi, cậu ba. Khởi động đi, khởi động đi. Thấy hai cậu cháu khởi động trước khi bơi. Mở giờ mà, mở nhìn tích cực luôn. Cậu ba được. Bơi xa xa ngoài kia cho mở thấy. Phải làm đi. Con cao hơn cậu ba. Ôi trời ơi. Cậu ba, cậu ba, cậu ba. Cậu ba đi nha. Ê, không nắm đuôi cậu ba. Đi đi, mỗi lượn ra con. No, no, no. Cậu ba, cái gì con nói thế này. Mỗi lướt nước ra đi, nhanh. Mỗi lượn cậu ba lại nữa. Cậu ba bị ớt rồi. Ôi trời ơi. Đây. Đây. Kéo đó, chân vớt, rồi. Vớt nữa. Trời, dịch vàng nó tôi trong đó rồi. Cậu ba đi lượm. Nè con cầm cái phao màu hồng ở đây. Cầm cái phao màu hồng á. Thấy không? Thấy cái phao màu hồng cầm vô. Ừ. Trời ơi. Nãy giờ buổi trưa rồi khỏi được cái cầu thang. Tí nước ngọt hả? Ô cái thang màu hồng. Ôi rồi ơi sao xa dữ vậy. Cậu ba cho mượn cái mũi. Mượn ôm trái banh cũng được. Ôm trái banh nó cũng nổi vậy. Ừ, trái banh này cũng nổi nữa. Banh nổi mạnh hơn á. Đi. Vậy mà cũng nổi. Cũng nổi. Cũng nổi. Rồi ôm hai trái banh vô đã. Ôi. Mới khóc tao mà mày sợ gì. Trời ơi. Mùa dọc đã luôn trời ơi. Không có đường ra nè. Mũi vừa bơi ra cái là hai trái banh nó rớt ra luôn. Cậu ba lượm qua lượm con vịt cho mũi đi. Mũi đi bắt vịt đi mũi. Đây là một cuộc thi. Cậu ba với mũi ai bắt được vịt là chiến thắng. Anh hai khoái quá anh hai nhìn kìa. Con bơi tới con vịt đi. Con bơi tới con vịt, con lượm con vịt là con chiến thắng đó. Bơi được. Sao mũi không bơi như ở hồ bơi thầy dạy đó. Bơi như thầy dạy đó tại. Ừ, bơi như thầy dạy tự nhiên xuống đây cái không bơi, đạp chân ếch thì sao? Ô cái gì nè. Mũi mũi sao ta? Lặn sao mũi? Lấy hơi thì sao? Cậu ba có hai trái banh nè. Đâu cậu ba? Cậu ba có hai trái banh. Hồi xưa ôm bằng hai trái dừa, giờ ôm bằng hai trái banh. Nãy ông lấy nghe hai trái dừa sâu lại cho muội bơi.
Ba đi mỗi đạp bê ớt nè, bê ớt như cậu ba vậy nè. Nhưng mà con lấy cái phao thì con có cho được. Mà lấy cái phao này con phải đỡ cầu thang. To mà cái banh này nè, được không? Con phải dục cho. Cái phao vậy khó bơi lắm. Nó nổi vậy đâu có bơi được. Nhưng mà chân con không chạm tới đất. Không chạm mới bơi. Chân mùi chạm không tới đất rồi, cho nên mùi nhát. Cậu ba còn ôm hai trái dừa mà cậu ba suối mùi bỏ phao hả mùi. Ôi gió mét luôn á. Ôi anh hai phái kìa, anh hai phái ngồi bờ nhìn quá trời luôn. Bơi xích ra đây nè. Ủa, nó lại cầu thang. Lại đó chi vậy muội? Bắt bắt trớn lướt ra phải không? Đạp đạp chân á muội, đạp chân vô vô cầu, vô cầu á rồi lướt ra. Lướt nước ra. Lên lên gì vậy? Không đi nữa hả? Tam giác đâu? Giác nó trôi trong kia rồi. Nhanh lên, anh hai không thấy. Anh hai SOS, không thấy hai người đâu hết. Anh hai đang SOS nè. Đâu rồi, hai người đó đâu mất tiêu rồi Mão. Mão hỏi hai người đâu mất rồi. SOS. Ôi Mùi ôm một trái banh nó cũng nổi. Ôm trái banh nó dễ hơn nó được. Được không? Ôi giời. Không, không. Thấy mùi ngậm họng nước mùi phun ra cái phẹt luôn. What the hell? Quá. Lên được không? Trời, đừng ôm miếng tam giác nữa con. Mùi ôm trái banh dưa hấu á, nó dễ hơn con. Trái banh dưa hấu á. Ôm trái banh dưa hấu hoặc là cây búa á. Đứng nước đây, tập đứng nước rồi đi trời, bơi học bơi. Mấy khóa rồi? 10 khóa. Ủa 2 khóa. Thôi xảy ra bên phải lấy cái phao quay lại nước rồi. Cậu à. Mỗi bắt được con vịt là mỗi chiến thắng á. Hồi nãy có được chưa? Thôi cô ba bắt vịt đi, cô ba chiến thắng á. Mỗi không tìm bắt vịt là bơi ra đây mỗi. Bơi ra đây. Đạp ừ, đó, hai tay quạt quạt, hai chân đập đập. Đạp đồng đồng vô. Bơi quá trời mà không có hay gì. Bơi nhát quá. Mình đang chơi mong môn ạ. Lên chưa? Hai cậu cháu lên chưa? Chưa qua vậy? 5 phút nữa nha. 10 phút nữa. Mùi gặp nước là mùi mê rồi. Cậu ba lụm đồ đi, cậu ba lụm đồ từ từ. Dám lợi tới gốc dừa nữa không? Ừ, mùi. Mùi với cậu ba qua gốc dừa lợi ngoài này chơi chút nữa đi.
Bơi đại đi, bơi bình thường thôi, có gì đâu. Bơi ngửa, bơi ngửa, mọi bơi ngửa đi. Đâu đúng rồi đó, bơi ngửa. Rồi đá lại. Cái bà rồi kìa, bụng bà rồi kìa. Đạp lại. Nắm áo của ba, nắm áo của ba là chắc, nắm áo của ba là chắc chú nhất. Cậu ba tới đâu muội tới đó à, khỏi thi. Nắm áo cậu ba là chắc cú nhất. Rồi cậu ba đưa muội về bến luôn rồi. Có anh hai Mão đang đợi ở bến. Ở bến cảng. Ủa Thắng, Thắng rồi lên luôn con. Lụm đồ lên luôn đi. Con lên đi cho cậu ba lụm đồ. Đi nữa hả? Mày muốn đi một vòng nữa. Mời một vòng cuối cùng nữa, đây là vòng cuối cùng rồi nha. Vòng cuối cùng nha. Thì bơi nhanh như vậy ta. Nhanh lên một vòng cuối cùng nữa thôi nha. Mũi 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 vượt lên rồi, mũi đã vượt lên những đầu. Mũi vượt lên rồi. Rồi mũi chiến thắng. Chuẩn bị ngược lại nha. Chuẩn bị. Dạ. Rồi, ta con bay trước ạ. Chuẩn bị ngược. Chuẩn bị ngược lại. Vòng này mũi chiến thắng rồi nha. Giờ vòng ngược lại coi. Mỗi đá vượt lên, mỗi đá vượt được lên rồi. Giữ cho ta. Giữ. Giữ rồi. Ê, bỏ mới được. Thôi giữ. Con bắt đầu lên. Con bắt đầu lên. Mỗi vượt lên nhà mỗi âm mưu. Rồi mỗi chiến thắng rồi, mỗi tới rồi. Mày tới trước rồi. Cậu ba ăn gian. Mũi cũng ăn gian. Hai người đều ăn gian giống nhau hết. Cho nên ban giám khảo quyết định là hai người đều thua. Tất cả quà này dành cho anh hai. Anh hai khán giả vỗ tay. Vậy mũi. Thôi áo mũi dính gì dơ quá trời kìa. Mũi đi nữa kìa cậu ba. Tự đi luôn rồi, tự đi. Tự bơi luôn, dữ dội. Dữ. Không đợi cô ba vậy. Dữ, nhanh lên mùi ơi. Rồi. Dữ dội chưa?
chưa tới nơi mà đáo gì. Rồi muội tới rồi đó, đáo lại. Cậu ba tới nơi mới đáo lại nha. Tiếng bậy nha, ăn đau. Đau, hay. Hay. Cậu ba đi tiếng là bị ớt cho nó về ấy nữa nha. Hay. Trời. Mùi... Mùi ơi, mùi đạp chân giống bơi ớt thử rồi con. Mùi nhớ không? Nhớ bơi ớt đạp sao không? Ôi coi, đạp dữ. Đi dữ nghe. Đạp 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 bơi ớt đi dữ ghê luôn, nhanh ghê luôn. Con chiếc hát. Ba thua. Ớt đạp dữ quá. Ôi. Rồi lên, lên, lên. Gì đại phát thanh lên luôn rồi kìa. Rồi phát thanh nó kêu lên á. Phát thanh kêu. Mùi ơi lên thôi. Cái nữa thôi nha. Cái hoài vậy. Bởi ngồi mệt luôn á. Mùi à, mùi gan. Mùi điên mình luôn. Nhanh dữ. Nhờ đạp chân ớt thì đi nhanh dữ nha cậu ba. Giờ mùi biết đạp chân ớt rồi mùi đi nhanh quá. Hay quá, mùa tới nơi trước cậu ba luôn rồi. Rồi lên luôn. Lên luôn, giờ cậu ba lên luôn đi. Cho mùa lên luôn. Cậu ba vượt một mùi một khúc luôn mà sao đi được. Bởi ơi, đạp ớt đi mùi, đạp chân ớt coi. Mũi đâu dạt qua bên kia dưới mũi. Mũi đi bị lạc đường đâu rồi. Mũi bơi bị lạc đường rồi. Lạc đường nó mất tiêu rồi. Mũi bị lạc đường ở chung với này rồi. Mũi đi ăn giang mà bị dướng cây cột. Không ăn gian được nè, lên 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 lên. Lên nóc nhà thôi, lên nóc nhà lên, thôi. Lên, lên. Ai lên trước thắng nha. Ai lên trước thắng đúng rồi. Nãy giờ thua hết trơn, giờ ai lên trước thắng. Ai lên lên là một. Ê, thấy như vậy thôi. Thôi thôi lên, được rồi, mai mốt rồi bơi nữa. Hên ít thôi. Đi tắm đi. Mệt đi mai mốt bơi nữa. Chỉ mệt đi mai mốt nước còn đầy vậy mà. Bye bye các bạn đi, hai cô cháu bye bye các bạn đi. Bye bye nha. Bye. Mã bye bye con. Bye. Có mũi không bye bye à, mũi kỳ quá à. Bye bye đi con. Thì bye bye mai mốt bơi nữa. Bye. Quá trời bye luôn. Mời làm mèo.